Ok, phần luyện thi, 5 phần luyện thi speaking môn nói của mover. Rồi, chú ý test 1, bài đầu tiên, chúng ta có 5 phần. Phần đầu tiên là greeting, chào hỏi. Ok, chào hỏi, bây giờ phần này thì giáo viên sẽ hỏi, bắt đầu câu số 1. Hello, my name is Miss Dan. What's your name? My name is Khánh. Okay, Khánh, how are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. How old are you, Khánh? I'm 9 years old. Okay, are you 10? No, I'm not. I'm 9 years old. I'm 9? Okay. What's your other name? My other name is Beaver. Beaver? Okay, that's a nice name. What's your English name? My English name is Tom. Okay, now part 2. Chúng ta qua phần số 2 của môn nói. Find the difference. Hãy tìm các điểm khác nhau. Rồi, okay. Điểm đầu tiên, chúng ta có hình A, picture A và picture B, picture hình A và hình B. Con tìm cho cô 5 okay, điểm. Okay, picture A. In picture A. In picture A, the t-shirt of girl has a moon. Okay. But in picture B, the t-shirt of girl has a star. Okay, ở hình A thì áo thun của bạn gái có một cái mặt trăng. Nhưng mà ở hình B thì áo thun của bạn gái có một cái ngôi sao. Con nhớ chỉ hai, chỉ cái hai ngón tay vào hai cái hình của mình. Nói hình nào thì chỉ tay vào hình đó để cho ban giám khảo người ta nhìn nha, cho nó dễ. Đó là cách âm điểm của mình đó. Rồi bây giờ điểm số 2, đã cho cô cái bàn. I'm studying. Okay. In picture A, the table is round. Okay. But in picture 2, the table is square. Very good. Rồi điểm số 3, tả cho cô về cái áo áo thun của em bé. In picture A, okay, the t-shirt of the baby is green. But in picture 2, the t-shirt of the baby is white. Okay, good. Điểm tiếp theo, đã cho cô về quả chuối. In picture A, the banana, there are two banana in the bowl. Okay. But in picture B, there aren't any banana in this. Okay. In the bowl. Okay, điểm cuối cùng. Trả cho cô cái tractor, xe công nông. The tractor is in the chair, but in picture B, the tractor is next to the floor, is next to the chair. Okay, next to the chair, hoặc là in front of the baby, hoặc là on the floor, tùy theo con nói chuyện ha. Nhưng mà nhớ phải chỉ hai tay vào. Ở hình A thì có cái gì, ở hình B cái gì đó ha, là mình phải đặt câu theo đúng ngữ pháp. Rồi, cái chỗ em bé này nè, em bé mặc quần áo á, những cái gì mặc đội đeo thì con phải dùng mẫu câu là tiếp diễn is wearing, đang mặc gì, the boy is wearing, đang mặc cái gì đó nha. Rồi, tiếp theo. Và part 3, picture story, về tả câu chuyện. Chúng ta có 4 bức tranh. Rồi, bây giờ con sẽ tả bạn Fred always dirty. Bạn Fred lúc nào cũng bẩn. Rồi,
hình đầu tiên, con nhìn vào hình đầu tiên và con tả cho cô. Mỗi hình ít nhất một câu. Ok. Rồi, bắt đầu hình số 1, tả. Fred is playing with his friend. He's okay. Is very dirty. Fred đang chơi đá banh và anh ta rất là bẩn ha. Rồi, hình okay. số 2, picture 2. Fred is having shower. Okay. The, Fred đang tắm. Their clothes is in the floor. À, vậy là his clothes, quần áo của anh ấy. His clothes. À, his clothes are on the floor, ở trên sàn nhà chứ không nói ở trong sàn nhà nha. Ok. Rồi, hình số 3, picture 3. Fred is going outside. He's goodbye to mom. Okay, he's saying goodbye to his mom. Nói bây giờ lời chỉ tạm biệt với mẹ. Okay, picture 4. Fred is riding his bike. He's dirty again. Okay. Đó là bốn bức tranh mà mình vừa mới tả phần số 3. Rồi chúng ta qua phần số 4, odd one out. Oh yes. Là khoanh tròn một cái từ lẻ, chọn nó ra. À. Rồi, ở trong bốn cái hình này đâu là cái từ lẻ không thuộc cùng nhóm? Rồi, bắt đầu. The book is the different because lemon, purple and orange is fruit. E hay R? All fruit. Đúng rồi, ba đồ vật, ba cái trái này là trái cây, nhóm thuộc nhóm trái cây. Còn cái book, quyển sách này thuộc nhóm school thing, dụng cụ học tập. Thì book thì can read, the book can read, hoặc là you can read the book, bạn có thể đọc cuốn sách này. Còn the fruit thì you can eat, những cái trái cây này bạn có thể ăn. Đó, nói ít nhất cho cô 1 đến 2 câu. Rồi, qua phần tiếp theo. Hàng số 2, odd one out. Okay, which one is different? The sofa. Why? The sofa is the different because toothbrush, bath and towels is in the bathroom. Ba đồ vật này, chú ý cho cô số ít số nhiều của chủ từ. Rồi, where is the sofa? Cái sofa ở đâu? The sofa is in the living room. Okay. Rồi. Hình tiếp theo, which one is different? Why? Picture 1, picture 2, picture 4 is different because they all live or they are sleep. Có in vào sleeping. They are sleeping. Picture 3. He is getting up. Okay. Rồi, nhớ mô tả cho cô, chọn một cái hình nói là different, chứ mình không có nói ba cái hình này khác nhau nha. Nói một cái hình số 3 này khác nhau. Bởi vì he is getting up, anh ấy thì đang thức dậy. Còn lại ba cái hình 1, 2 và 4 là they are sleeping. Họ đang ngủ. Rồi, which one is different? Hình nào là hình khác? Why? Tại sao? The panda is different because plane, helicopter and bird is flying. Y hả? Ba hình mà y hả? Oh, fly.
Okay. Panda is eating. Okay. Hoặc là mình sẽ nói là ba cái hình one, picture one, picture three và four thì can fly, có thể bay fly được. Ha. Yeah. Còn panda thì cannot fly. Rồi, vậy là chúng ta đã xong phần số 4, part 4, odd one out. Chọn một cái từ lẻ. Ha. Rồi, bây giờ phần cuối cùng là phần topic về chủ đề. Rồi, câu số 1. Now, let's talk about it. The things you like. Câu số 1. What do you like eating? I like... Bạn thích ăn gì? I like chicken. Okay. Câu số 2. What's your favorite animal? My favorite animal is beaver. Okay, bạn thích con vật gì? Câu 3. Where do you like going at the weekend? Cuối tuần thì bạn thích đi đâu? I'm going to movie theater at the weekend. Okay. Câu tiếp theo. What do you like doing? Bạn thích làm gì? I like swimming. Câu tiếp theo. Do you like reading? Bạn thích đọc sách không? Yes, I do. Why? Tại sao? Because reading Give me new lesson. A new lesson hoặc là many information hoặc là a lot of information. Okay. Câu cuối cùng. Tell me about your hobbies. Hãy kể cho cô biết về sở thích của bạn. My favorite hobbies is swimming, then is soccer. Next is ride a bike. And finally is play basketball. When do you play football? When? I play football at Saturday. On Saturday, về thứ. Thứ ngày dùng on. Tháng dùng in, năm dùng in, nhớ nha. Ok, dạ. Cái phần này nhớ tả cho cô 5 câu. My hobby, sở thích của tôi. My hobby is football. Sở thích của tôi là đá banh. Rồi, I play football with my friends after school. Tôi chơi đá banh với bạn của tôi sau giờ học. Được chưa? Đó, rồi cái hobby khác của tôi là thích câu cá. The others hobby is fishing. Được chưa? Đó, mình phải tìm nhiều câu ra, mình nói càng nói nhiều càng tốt. Ok. Thank you and goodbye. Thank you and goodbye. Đó. Thank you very much. Nhớ cho goodbye. Cô là cái phần luyện thi nói á của movers thì mình có 5 phần nha. Mỗi phần nó có những cái câu hỏi riêng, những cái phần nói riêng. Thì con nói nhiều, con cho vào ngữ pháp nhiều vào. Ha, các cái dạng ngữ pháp mình học rồi. Can nè, there is, there are nè, is wearing nè, đang mặc nè. Hoặc là I have, he has gì đó. Tôi có, anh ấy có cái gì đó. Đó. Nhiều cái, cố gắng học cho cô ngữ pháp nhiều vào. Rồi like, cộng cho verb in. Đó. Ok. Nhớ luyện 5 phần đó là mình sẽ giỏi cái môn nói của mình, là sẽ trọn vẹn được 5 khiên môn nói nha. Cố lên. Môn nói chứ không biết môn nghe à sao cô? Môn nghe thì mình phải luyện nghe ha. Bây giờ mình luyện môn nói nó tạm ổn rồi,